khảo sát 100. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên của câu hỏi thứ nhất. Đây là câu hỏi được khảo sát cho 100 người và có 6 đáp án đang nằm trên bảng điểm. Câu hỏi là: kể tên một nhãn hiệu bia nổi tiếng ở nước ta. Hãy xem có hay không. 32 người trả lời. Và đây cũng chính là ý kiến có nhiều người tham gia khảo sát ghi đến nhất. Xin mời bảng điểm. 23 người trả lời. Rất hay. Bạn nói Sài Gòn. 10 bảng điểm. Chính xác. 16 người trả lời. Bạn trả lời là Hà Nội. Xin mời bảng điểm. 12 người trả lời. Rất hay. Để xem có hay không. 9 người trả lời. Rất hay. Kết quả khảo sát. Không có. Một đáp án mà bạn chưa đoán được, hãy xem đó là gì. Kết thúc vòng thi thứ nhất, kết quả như sau. Em muốn kinh doanh nhưng mà lại không muốn nhập hàng, tại vì nhập hàng nó sẽ bị tồn kho. Muốn bán hàng cho khách hàng nhưng em lại không. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ hai của chương trình với điểm số nhân đôi. Trong ẩm thực Việt Nam có món gỏi trái cây gì? Bạn trả lời đu đủ. Hãy xem có hay không. Chính xác. 10 bảng điểm. Câu trả lời rất hay. Có không nào bảng điểm. Quá hay. Có không bảng điểm. Quá đỉnh. Kết quả khảo sát. Xuất sắc. Vâng, bạn đã rất xuất sắc vừa được tất cả đáp án khảo sát của câu hỏi này. Xin chúc mừng bạn. Vậy là xong câu hỏi thứ hai, kết quả như sau. Em muốn kinh doanh nhưng mà lại không muốn nhập hàng, tại vì nhập hàng nó sẽ bị tồn kho. Muốn bán hàng cho khách hàng nhưng em lại không. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi cuối cùng vô cùng hồi hộp để quyết định vào vòng đặc biệt. Bạn thấy món ăn nào được hấp nóng bằng sừng? Có hay không? Hay lắm, 17 người trả lời. Bạn trả lời bánh bao. Hãy xem có hay không. 23 người trả lời. Rất hay. Kết quả khảo sát. Quá chính xác. Mười bảng điểm. Câu trả lời không có trong kết quả khảo sát.
11 người trả lời. Rất tốt. Câu trả lời của bạn là bánh chưng. Có hay không bảng điểm? Không có. Bạn nói là bánh két. Có không bảng điểm? Rất tiếc. Để xem các đáp án còn lại là gì. Vậy là sau 3 vòng thi, tổng số điểm của bạn như sau. Chúc mừng bạn đã giành quyền vào vòng thi đặc biệt. Em muốn kinh doanh nhưng mà lại không muốn nhập hàng, tại vì nhập hàng nó sẽ bị tồn kho. Muốn bán hàng cho khách hàng nhưng em lại không muốn. Đồng nhiệt chào đón quý vị trở lại chương trình với vòng thi đặc biệt. Để chiến thắng vòng thi này, bạn phải đạt được 200 điểm sau 2 lượt trả lời 5 câu hỏi. Lưu ý, câu trả lời ở 2 lượt không được trùng khớp nhau. Nếu câu trả lời của bạn bị trùng, bạn sẽ nghe âm thanh. Nhiệm vụ của bạn lúc này chính là phải nhanh chóng thay đổi ngay câu trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đặc biệt. Cái gì thường được treo hoặc gắn trên tường nhà? Rồi bánh trung thu thập cẩm thường có những nguyên liệu nào? Ngoài quả cau, loại quả nào có trong mâm quả cưới hỏi ở các vùng miền Việt Nam? Phụ nữ thích ăn loại trái cây gì với mong muốn có làn da đẹp? Kể tên một nơi bạn sẽ đi đến để nghe những cuộc điện thoại cá nhân. Sau lần thi đầu tiên ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, cái gì thường được treo hoặc gắn trên tường nhà? Và bạn trả lời. Bạn nghĩ là tranh ảnh. Để xem có bao nhiêu người đồng tình với bạn. 20 điểm. Câu trả lời rất hay. Câu hỏi thứ hai, ruột bánh trung thu thập cẩm thường có những nguyên liệu nào? Bạn đã trả lời. Mấy người sẽ nghĩ giống bạn. 29 người trả lời. Bạn trả lời rất hay. Câu hỏi số 3, ngoài quả cau, loại quả nào có trong mâm quả cưới hỏi ở các vùng miền Việt Nam? Và bạn nói rằng. Bạn trả lời, mang cầu. Khảo sát. 20 điểm, số điểm khá cao. Câu hỏi số 4, phụ nữ thích ăn loại trái cây gì với mong muốn có làn da đẹp? Bạn đã nói là. Khảo sát. 34 điểm, số điểm rất cao, chúc mừng bạn. Và cuối cùng, chúng tôi hỏi. Kể tên một nơi bạn sẽ đi đến để nghe những cuộc điện thoại cá nhân. Bạn trả lời. Bạn trả lời là phòng ngủ. Để xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 32 điểm. Câu trả lời rất hay, điểm số rất cao. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ nhất với số điểm rất cao. Và bây giờ bạn hãy sẵn sàng để tiếp tục lượt thi thứ hai. Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Cái gì thường được treo hoặc gắn trên tường nhà? Rồi bánh trung thu thập cẩm thường có những nguyên liệu nào? Ngoài quả cau, loại quả nào có trong mâm quả cưới hỏi ở các vùng miền Việt Nam? Phụ nữ thích ăn loại trái cây gì với mong muốn có làn da đẹp? Kể tên một nơi bạn sẽ đi đến để nghe những cuộc điện thoại cá nhân. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong lượt thi thứ hai. Mời bạn theo dõi kết quả trên bảng điểm. Câu hỏi đầu tiên, cái gì thường được treo hoặc gắn trên tường nhà? Và bạn trả lời là. Bạn nói, đồng hồ. Kết quả. 25 người trả lời. Tuyệt vời. Đáp án được nhiều người trả lời nhất ở câu hỏi này cũng chính là đáp án bạn đã trả lời. Đồng hồ, 25 người trả lời. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, ruột bánh trung thu thập cẩm thường có những nguyên liệu nào? Và bạn nói là. Bao nhiêu người sẽ ghi xuống mặt? Rất tiếc, không điểm. Câu hỏi số 3, ngoài quả cau, loại quả nào có trong mâm quả cưới hỏi ở các vùng miền Việt Nam? Và bạn đã nói là. Câu trả lời của bạn là thanh long. Để xem có bao nhiêu người trả lời như bạn.
câu người trả lời. Với câu hỏi này, câu trả lời có số điểm cao nhất cũng chính là câu trả lời bạn đã nói. Văng cầu, 20 người trả lời. Câu hỏi tiếp theo, phụ nữ thích ăn loại trái cây gì với mong muốn có làn da đẹp? Bạn đã trả lời là cà chua. Số điểm 23 người trả lời. Rất tốt. Và câu hỏi số 5, kể tên một người bạn sẽ đi đến để nghe những cuộc điện thoại cá nhân. Bạn đã nói số điểm. Câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này cũng chính là câu trả lời bạn đã đưa ra, phòng ngủ, 32 điểm. Tuyệt vời, bạn đã vượt qua được vòng 1. Think you know spelling.